Phan Trọng xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng giữa trung tâm của trường Đại học Texas tại thành phố San Antonio, có tên là University of Texas at San Antonio. Kính thưa quý vị, trường đại học này đã được thành lập từ năm 1969. Khi được thành lập thì chỉ có vài building rất là nhỏ. Đến năm 1973 thì ban giám đốc của trường đã mua hẳn 600 mẫu đất tại phía tây bắc của thành phố San Antonio để xây dựng ngôi trường này. Và kính thưa quý vị, đây là một trong những trường đại học công lập lớn nhất tại thành phố San Antonio. Có tính đến đây có đến là 29.000 học sinh, sinh viên đang đi học tại trường này. Mục đích của chúng tôi đến trường ngày hôm nay là để thăm trường và đặc biệt là để tiếp xúc với các em sinh viên Việt Nam đang học tại trường, để chúng ta được có dịp tâm sự, có dịp nói chuyện với các em, để lắng nghe những suy tư, lắng nghe những tâm tư của các em trong đời sống sinh viên tại trường đại học UTSA. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng với chúng tôi vào trong những lớp học để tiếp xúc với các em sinh viên Việt Nam. Sanatorio 210 Sinicide Chase Carter, baby. Put it down for the road runners. UTSA, let's go. It's showtime, I'm listening up, it's your time. Up in the stands we cheering for, pride is what we stand for. I bleed orange, I bleed a blue, I make my opponents bleed them too. Take the pride and give them hell, listen up, it's your time. I'm a road runner, we are road runners. You suckers roadkill, but baby, I'm a road runner. I'm a road runner, baby, yeah. We are road runners. Nothing stopping us, let's let them know about them road runners. Orange and blue is something new to the city of San Antonio. We ain't leaving till the death of all of us, we call it home. Came from nothing but skin and bones. You looking fit, but you all alone. It's 30,000 plus of us that will shake and rock your dome. Forget the size, we're there to challenge up for all comers. This is 300 resurrected as road runners. Up in the stands, rowdy side. Team for the win, nobody's got a mind. Down for the orange, score for the blue. Xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang ngồi trong một lớp học của phân khoa nhân văn. Bên cạnh chúng tôi là các sinh viên Việt Nam đang đi học tại đây trong rất là nhiều ngành. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị các em để chúng ta có dịp trò chuyện, để các em có cái dịp tâm sự, nói lên cái đời sống sinh viên và nói lên những cái nguyện vọng, ước mơ của các em. Dạ, cháu tên là Cathy Liễu, con 23 tuổi. Ông major in civil engineering. Tên của cháu là Sandy. Cháu là 21 tuổi. 22 tuổi. cháu đi học để study accounting. Cháu tên thật đầy đủ là Vũ Hoàng Anh. Cháu đến từ Hà Nội. Cháu là sinh viên năm thứ tư của Đại học University of Texas in San Antonio. Cháu major về marketing. My name is Christine Nguyen. Cháu tên là Christine Nguyễn, cháu học ngành y tế cộng đồng, năm nay cháu 22 tuổi. Hi, my name is cháu là Thúy Vy Trần, năm nay cháu 22 tuổi. Cháu theo học tại UTSA để mong trở thành một nha sĩ. Cháu là Kim Trần, cháu gia nhập hội sinh viên để tìm hiểu về nguồn gốc. Cháu chưa bao giờ về Việt Nam. Cháu tên là Annie Trần, cháu 20 tuổi, học năm thứ 2. Cháu học về ngành y tế thể thao và cơ thể. Cháu muốn trở thành một y sĩ. Vì vậy, cháu đã làm việc thiện nguyện tại hệ thống nhà thương của trường đại học. Cháu tham gia hội sinh viên để tìm hiểu về phong tục và tập quán của người Việt. So I've been volunteering at the University Health System Hospital, and I joined VSA because I want to learn more about the Vietnamese cultures and traditions. And I am 19 years old and I'm studying computer science at UTSA, University of Texas at San Antonio. I study computer science with the concentration on software engineering. I'm going for a career of Rackspace down over there. So I live here and I was raised here. And the reason why I joined the VSA is, well, other than my cousin inviting me in, I would like to at least meet with other people along with my own race or my own nationality and communicate as well to effectively understand what we're going through as a modern day person in college.
I'm from Austin, Texas, and I go to Pflugerville High School. Yes, our school has helped us prepare us to go to college by providing us AP classes and advanced classes that we could take. And I believe that they prepared us very well to for college. And it wasn't difficult to transition to a high school life, to a college life. It was very similar to high school. And I want to thank our high schools for helping us doing that. Các cháu đã nghe Annie chia sẻ về việc chuẩn bị vào đại học. Nếu các cháu có dịp nói chuyện với các bạn đang học trung học, các cháu sẽ khuyên họ về việc chuẩn bị vào đại học thế nào? On how to prepare for college. Thấy là mình đổi qua từ high school qua đại học, con thấy là rất là khó. Con có một đứa em năm 18 tuổi, nó đang học cái năm cuối trong high school, and I would advise them to take a lot of classes that are offered. Like, thấy là Texas, mình rất là hơn là Texas cho mình học mấy cái lớp mà mình khỏi trả tiền trong đại học. That and then study very hard, because in college, no one's going to tell you when to study. You're your own person. No teacher's going to tell you what to do. They just give you the work, and it's up to you when you want to do it. So. Wow, that's really good. Thank you. Yes. There was a point I moved out of my dad's house, and I got my own apartment, and I went to school. It was really hard because I had to pay my own bills, I have to go to work, and then as well as I have to go to school and focus on my education. It was really hard, but having that my dad does live in San Antonio, and he saw how hard it was for me, he let me go come back home and then live with him, and I work at his nail shop now, and he's really good about giving me time to go to school without my parents. I honestly don't think that I could make it through school. Tất nhiên là câu trước tiên cháu sẽ nói với bố mẹ cháu là cháu yêu bố mẹ cháu nhất trên quả đất luôn. Đấy là câu thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như bố cháu đã dặn ấy, là không có gì quý giá bằng cái tự học của bản thân. Và tức là cái experience that you learn by yourself. What do you think about dating? Các cháu nghĩ thế nào về việc kết bạn khác phái tại đại học? Ai sẽ trả lời câu hỏi này? Cháu Quincy phải không? Các cháu có nghĩ có bạn khác phái làm cản trở việc học không? I think it cháu nghĩ việc có bạn không cản trở việc học nếu chúng ta biết quản lý thời gian chặt chẽ như cháu vừa đi làm, đi học và có bạn trai. Chú nghĩ chương trình đại học rất là trông gai. Các cháu bây giờ không có cha mẹ hay ai để chăm sóc sức khỏe cho các cháu lúc còn ở nhà. Theo cháu thì những vấn đề nào liên hệ đến sức khỏe làm cho các cháu phải lo lắng? Cháu đồng ý, các cháu không còn sống với cha mẹ, không ai lo việc ăn uống, vì vậy sinh viên thường sống bằng mì gói, mà bạn nào cũng có một thùng mì gói trong tủ đựng thức ăn. Chúng cháu cũng không thường ăn uống đầy đủ và nhất là không được tập thể dục đều đặn. Và đặc biệt là các bạn đang theo học các ngành khó khăn như khoa học, lúc nào cũng phải bận việc học. You may not have the time to exercise as well if you're taking like full-time classes, especially as a science major or anyone studying healthcare. Các cháu có biết theo thống kê có đến 40% các sinh viên đã không ra trường. Đây là một thống kê có thật trong nhiều trường đại học. Các cháu có những suy nghĩ và suy tư về những khó khăn nào khi phải đối diện với chương trình học hiện tại tại đại học. Academic issues. I feel like theo cháu, việc học, có nhiều bạn phải bỏ chương trình học vì có nhiều chương trình đòi hỏi cao và phải học những lớp dự bị, nhất là đối với các bạn học toàn phần, rồi còn phải đi làm, rồi còn sinh hoạt hội hè. Nhưng theo cháu, việc học tuy khó, nhưng cháu nghĩ nếu chúng ta có mục đích rõ ràng và việc quản lý thời gian chặt chẽ, nếu chúng ta biết chúng ta muốn gì và cố gắng đạt được nó, cháu nghĩ chúng ta sẽ đạt được. Trước tiên là điều kiện học đại học ở Việt Nam thì thứ nhất là cái lượng học ở đây ở Việt Nam ấy, nó rất là quá tải, mà cái
cái chương trình học của đại học ở Việt Nam là thường phần lớn là về đi về lý thuyết nhiều hơn là với cả thực hành. Còn ở bên Mỹ thì cháu thấy là cái khoản học về thực hành là tức là cái khả năng như cháu đã nói là tự học. Cháu có khi nào nghĩ cháu sẽ trở lại Việt Nam và làm một nhân viên y tế trong điều kiện hiện tại? Cháu nghĩ có rất nhiều nguy cơ vì họ có một hệ thống khác ở đây, chưa kể việc thiếu thốn về tài nguyên, về lợi ích, rồi vấn đề an ninh. Cháu không nghĩ một ngày nào đó cháu sẽ làm việc tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, đó là kết thúc chương trình tâm sự với các cháu và các em trong hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học UTSA. Chúng tôi xin kính mời quý vị trở lại với chúng tôi trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị.